Các bạn ơi, đây là món vịt kho khóm mà Nhung Châu muốn chia sẻ đến với các bạn. Vị ngọt của thịt vịt kết hợp với vị chua chua ngọt ngọt của quả khóm, hòa quyện cùng một số gia vị cho ra một món ăn ngon khó tả nhé các bạn. Đây là nửa con vịt khoảng 1 kg. Khi mua vịt về, các bạn đập ít gừng hòa với giấm chà sát lên da vịt để khoảng 10 phút, rồi rửa sạch lại bằng nhiều nước để ráo, rồi chặt từng miếng nhỏ khoảng 3 cm là vừa ăn. Các bạn lựa vịt tơ nhỏ, ít mỡ, nhiều nạc cho mềm ngon nhé các bạn. Và đây là gia vị đi kèm: đường, hạt nêm, muối, tiêu, bột ngọt, nước mắm ngon, nước màu dừa, dầu ăn, một trái khóm, một củ nhỏ gừng, vài củ hành tím khoảng 20g, vài tép tỏi, một ít lá ngò gai, hành lá và một trái ớt to đỏ. Bây giờ mình bắt chảo nước khoảng 1 lít lên bếp. Cho vào đó gừng đập dập và một ít muối nấu sôi. Rồi cho hết thịt vịt vào trụng để loại bỏ mùi tanh của vịt. Đảo đều thịt vịt rồi vớt ra rổ để ráo. Trụng như vậy khi hoàn thiện món ăn sẽ thơm ngon. Khi thịt đã ráo và nguội, ta cho vào thau để ướp. Các bạn băm hết củ hành tím, cho hết vào thau thịt. Và thêm vào một muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê đường, tiêu và 4 muỗng canh nước mắm ngon. Một muỗng canh lưng nước màu dừa. Mình trộn đều hỗn hợp này để đó khoảng 15 phút cho thịt thấm gia vị. Tiếp đến, mình băm hết tỏi. Và cho một cái chảo lên bếp, cho vào đó 2 muỗng canh dầu ăn, rồi cho hết tỏi băm vào, khìa đến khi vàng thơm thì mình cho hết thau thịt vào. Để lửa nhỏ rồi đảo đều thịt. Đến khi thấy thịt săn lại là thịt đã thấm gia vị, mình cho vào một chén nước sôi để hầm cho thịt mềm. Vẫn để lửa nhỏ thôi nhé các bạn. Mình dùng chảo to rộng để thịt nằm một lớp cho dễ thấm gia vị. Khoảng 10 phút các bạn mở nắp chở thịt để thấm đều gia vị. Rồi các bạn cho đĩa khóm vào đảo đều. Nhớ lựa khóm chín vàng cho ngọt nhé các bạn. Cho khóm vào, mình lại đậy nắp khoảng 20 phút. Rồi các bạn nêm thêm một muỗng canh nước mắm ngon cho thơm và cũng vừa ăn.
Mình cắt đầu hành cho vô chảo thịt. Lúc này tất cả đã chín. Mình cắt hết lá ngò gai và hành lá. Trái ớt đỏ to cắt xéo. Cho vô đảo sơ qua rồi tắt bếp. Các bạn nhớ cho ít tiêu, cho tăng thêm hương vị. Và một ít ớt đỏ không cay xay nhuyễn, cho tăng thêm màu sắc của món ăn. Đến đây là thấy món thịt vịt kho khóm hấp dẫn quá và làm đói bụng phải không các bạn? Mình múc ra đĩa và mời cả nhà cùng ăn thôi. Món này các bạn ăn với cơm hoặc ăn với bún. Video đến đây đã kết thúc. Nếu các bạn yêu mến bếp ăn Nhung Châu thì các bạn hãy bấm like và bấm đăng ký kênh để theo dõi các món ăn kế tiếp của Nhung Châu nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết. Hẹn gặp các bạn trong những video sau nhé.